MacBook là một thiết bị điện tử, điều đó ai cũng biết. Nếu một ngày nào đó chúng ta sử dụng MacBook mà chúng ta cảm thấy có vấn đề gì đó bên trong chiếc máy này, nếu là lỗi phần mềm thì không sao, nó có thể dễ dàng được sửa chữa và xử lý. Nhưng nếu đó là lỗi phần cứng thì sao? Hay giả sử như chúng ta đi mua máy cũ, chúng ta cần phải kiểm tra xem chiếc máy này có vấn đề gì về phần cứng hay không, thì video ngày hôm nay chính là nơi để các bạn có thể tìm hiểu xem liệu chiếc máy chúng ta có vấn đề gì hay không nhé. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Công cụ ngày hôm nay mình sẽ sử dụng đó là Apple Diagnostic. Đây là một công cụ đã có trên những chiếc máy Intel từ đời trước đến hiện tại M1, M2 của MacBook đều có. Và công cụ này sẽ kiểm tra được tất cả các phần cứng bên trong như là màn hình, loa, bàn phím, trackpad, mic, tất cả mọi thứ. Về cơ bản thì công cụ này sẽ giúp quét các cái phần cứng ở bên trong và nó được làm bởi Apple, tối ưu bởi Apple và làm cho MacBook. Vì thế nên mọi người có thể yên tâm về cái độ uy tín của nó nhé. Như mình đã nói, hiện tại chip ở trên MacBook đang có hai loại riêng, đó là Intel và Apple Silicon. Như vậy thì mọi người cũng hiểu là trong video này sẽ có hai phần rồi đấy. Phần đầu tiên mình sẽ nói về những chiếc máy M1, M2 trước nhá. Đầu tiên mình đang có đây chiếc MacBook Air M2. Chiếc máy này sẽ đại diện cho những chiếc máy thuộc dòng chip Apple Silicon. Đầu tiên thì các bạn nhớ hãy tắt hết các thiết bị kết nối không dây như là tai nghe, loa, bàn phím ngoài hay là các thiết bị khác. Cùng với đó nhớ rút dây mạng nữa nhá. Sau đó chúng ta sẽ tắt hẳn máy đi. Tắt máy. Thường thì tắt máy sẽ khá là nhanh thôi. Ở trên những chiếc M1, M2 tắt máy cái là ok luôn. Mình cứ cẩn thận để khoảng 3-4 giây nhé. Sau đó cái thao tác này là thao tác rất quan trọng này. Nhiều người có thể không làm được bởi vì làm sai cái thao tác này. Thao tác chúng ta sẽ là bấm một lần và bấm giữ nút nguồn. Hai thao tác này phải thực hiện cực kỳ là nhanh và nó dễ sát nhau, nhưng mà vẫn phải thể hiện được là hai thao tác độc lập. Tức là bấm, sau đó giữ luôn. Bấm này, giữ này. Đấy, rất nhanh thì nó mới hiện lên. Đó, nó bảo là tiếp tục giữ để thấy các tùy chọn khởi động. Thì mọi người cứ giữ thôi, đến bao giờ nó hiện lên là được. Ok, vậy là nó đã hiện lên rồi. Chúng ta có thể thả tay ra. Ở đây sẽ có cái ổ cứng của chúng ta này và cái phần tùy chọn. Sau khi hiện ra cái này rồi, mọi người giữ giúp mình cái phím đó là Command D nhé. Cái phím Command D này để hiện ra cái phần chẩn đoán ấy. Đấy, nó báo luôn là tiếp tục giữ để bắt đầu phần chẩn đoán. Cứ giữ đến khi nào nó hiện ra cái bảng ngôn ngữ nhé. Mọi người nên thả tay ra đấy. Ok, bảng ngôn ngữ đây rồi, thả tay ra thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ chọn tiếng Việt rồi. Chọn tiếng nước khác thì làm sao mà cài đặt được, đúng không? Bước này thực ra ấy, nó sẽ không có kết nối mạng đâu. Nhưng mà nếu mà đã kết nối sẵn mạng rồi, nó có thể sẽ hiện luôn và không cần đòi kết nối mạng. Còn nếu mà nó hiện lên cái phần kết nối mạng thì mọi người cứ lên cái phần logo bên trên này nhé. Đấy, sau đó bật kết nối mạng là xong. Ở đây nó sẽ nói trước một số cái lưu ý để cho chúng ta chẩn đoán cái máy này. Bấm tôi đồng ý được và nó sẽ bắt đầu kết nối với máy chủ để chẩn đoán cái phần cứng bên trong của chúng ta nhé. Nhân tiện cho lúc chờ thì mình sẽ chỉ cho mọi người ở dưới này sẽ có số series của máy. Nếu mọi người chưa biết số series máy của mình là gì thì có thể xem ở bên dưới này luôn. Nhưng mà ở phần này mình sẽ che mờ đi nhé. Ok, vậy là máy của chúng ta rất bất ngờ khi mà không thấy sự cố nào cả. Đùa thôi, đương nhiên rồi, máy này chả có sự cố gì đâu. Bởi vì cơ bản máy này mình chỉ dùng để test cho mọi người xem một số các tính năng trong các video thôi. Nên nó cũng không có sự cố gì cả. Còn nếu mà máy của mọi người có bất kỳ lỗi gì về phần cứng, nó sẽ hiện lên ở dòng bên trên này. Đó, khi kiểm tra xong thì nếu mọi người muốn tắt máy đi ngủ thì ok, bấm tắt máy là xong. Hoặc là nếu dùng tiếp thì bấm khởi động lại. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua luôn chiếc máy Intel nhé. Vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cách chẩn đoán ở trên Apple Silicon. Bỏ qua một bên nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với máy nhìn chip Intel. Đến với chiếc máy tiếp theo, mình có ở đây một chiếc MacBook Pro 2018 bản 13 inch. Đây, MacBook Pro 2018 13 inch này. Chiếc máy này sẽ đại diện cho những chiếc máy dòng chip Intel. Và đương nhiên rồi, vẫn giống như chiếc máy M2 ban nãy, chúng ta hãy cắt tất cả các cái kết nối như là trục không dây này, bàn phím này, hay là dây kết nối mạng. Tất cả mọi người tắt hết cho mình nhé. Sau đó mọi người tắt máy đi. Shut down. Rồi ok. Bây giờ nhá, cái bước này sẽ là một cái bước nó khác với cả M2. Ban nãy chúng ta sẽ là bấm và giữ nút nguồn thật là nhanh, đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ là bấm và giữ nút D thật nhanh. Bấm, giữ nút D. Rồi, cái bước này nó sẽ đòi chúng mình wifi.
Như ban nãy mình đã nói, chiếc máy M2 thì mọi người nếu mà vào cái bước chuẩn bị chẩn đoán, nó sẽ đòi hỏi wifi. Như máy này nó đã đòi rồi đấy, dù máy kia nó không đòi nhưng mà máy này thì đòi. Thì nhân tiện đây sẽ dẫn mọi người luôn. Thì mình chỉ cần kết nối wifi cái đoạn này thôi, sau đó nó sẽ tự nhảy sang. Đây. Enter. Ok, nó sẽ hiện là Starting Internet Recovery. Cái bước này thực ra rất nhiều người sợ nhé. Rất nhiều người sợ bởi vì khi vào bước này mọi người rất lúng túng, không biết ra ngoài như thế nào. Nhưng mà đừng lo, nó chỉ là một cái bước nhỏ nhỏ thôi. Sẽ vào cái phần chẩn đoán ngay bây giờ. Đó, hiện lên rất nhanh. Chạy chẩn đoán. Chạy chẩn đoán ở đây nó sẽ ghi bằng tiếng Anh, giống như cái ban nãy thì nó ghi bằng tiếng Việt. Và vẫn có số series ở bên dưới này. Giao diện y hệt như thế. Và mọi người thay vì bấm tôi đồng ý, hãy chọn I agree nhé. Như ban nãy thì ở trên máy M2 mình nhớ chẩn đoán sẽ rơi vào tầm 1 đến 2 phút, còn trên chiếc máy này thì sẽ là tầm 3 đến 4 phút này. Sau lúc chờ thì mình cũng chia sẻ một chút, trong lúc mà mình chẩn đoán hai chiếc máy này, mình nhận ra một điều, đó là Apple thay đổi sang chip Apple Silicon thật sự là một sự đúng đắn. Khi mà ngay cả cái việc mà chạy chẩn đoán như này thôi, thì mình sờ được bên trên này chiếc MacBook Pro nhé, đó là Pro đấy. Rất nóng. Và nó còn chạy cả quạt nữa. Chạy quạt mình nghĩ là để nó chẩn đoán thôi, nhưng mà một phần nữa là chiếc máy cũng đang khá nóng. Nhưng mà gần như ở trên chiếc máy M2 thì không có cái biểu hiện gì của việc nóng cả. Cảm thấy việc chẩn đoán nó rất là dễ dàng. Ok, trong khoảng 2-3 phút chờ thì nó đã hiện lên rồi. Kết quả vẫn như thế, vẫn là không có cái lỗi gì ở đây cả. Cơ bản thì mình không rất là khó để kiếm được một cái máy lỗi, tại vì ở Mốc Hăn đang gần như không có cái máy lỗi đâu cả. Tất cả máy đều kiểm tra rất là kỹ rồi, nên là ở đây không có lỗi gì hết. Còn nếu như có lỗi, nó sẽ hiện lên ở các cái dòng bên trên này. Và để kiểm tra chính xác lỗi, mọi người có thể bấm vào cái phần Get Started này. Nó sẽ nhảy sang cái trang web của Apple và nó sẽ thể hiện cái mã lỗi chi tiết ra cho mọi người. Còn bây giờ xong rồi thì vẫn như ban nãy, tắt máy hoặc là restart lại tùy mọi người nhé. Vừa rồi là phần giới thiệu của mình về Apple Diagnostics, một công cụ giúp chúng ta quét được các cái phần cứng bên trong của máy. Tất nhiên tất cả các công cụ quét này nó chỉ là mang tính tham khảo thôi, mặc dù nó có độ uy tín rất cao đến từ Apple. Vì vậy nên cái trải nghiệm dùng máy của chúng ta vẫn là quan trọng nhất. Nên mọi người cứ trải nghiệm máy, nếu mà có vấn đề gì thì có thể để lại comment ở phía bên dưới này để xem mình giải đáp cho mọi người được không nhé. Cùng với đó, nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh YouTube của MacOne. Cùng với đó để thêm lại những ý kiến thật nhiều cho mình nhé, để có những cái video sau phục vụ được cho mọi người tốt nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.